Trái vải là một trong những trái cải thiện sức khỏe tim mạch rất là tốt, cũng như là phòng chống một số căn bệnh ung thư. Ngoài ra vải còn có cái khả năng giúp đẹp da, đẹp tóc. Hôm nay thì mình sẽ cùng cả nhà thực hiện những cái trái vải ngâm đường để làm chè vải hay là những cái ly trà mát lạnh. Thì mình mời cả nhà cùng vào bếp thực hiện với mình nha. Trái vải có cái chất flavonoid chống ung thư vú rất là hiệu quả. Ngoài cái chống ung thư vú thì nó còn cải thiện cái sức khỏe tim mạch, phòng chống đột quỵ và ổn định huyết áp. Thì hôm nay mình sẽ thực hiện các cách pha trà vải cũng như là cái cách ngâm vải để các bạn có thể bảo quản trong tủ lạnh và mình dùng dần nha. Để làm vải ngâm đường thì mình cần chuẩn bị đây là 2 kg vải, 500g đường. Mình sử dụng đường phèn để cho nó ngọt thanh và nó mát nha các bạn. Và một ít muối. Vải bây giờ mình sẽ cắt bỏ cái phần cuống và mình lấy cái trái để mình rửa nha các bạn. Khi chọn vải thì các bạn nên chọn những cái trái nó có cái màu hồng đều như vậy nè thì cái trái vải nó ngon. Để mình xem. Đây là các bạn, cái trái vải này nè, nó có cái màu thâm đen như vậy nè. Thì thường những cái trái vải này nó sẽ bị hư ở trong đây, ăn không có được nha. Mình sẽ không có chọn những cái trái như vậy. Mùa hè là mùa trái vải đó các bạn. Ở ngoài thì mình thấy người ta bán rất là nhiều luôn. Hôm nay mình mua vải thì giá là 30.000 một ký. Trước khi mình rửa vải thì mình sẽ cho một ít muối vào trong cái thau, tầm 1/2 muỗng canh đó các bạn. Mình khuấy đều lên như nè. Sau đó thì các bạn sẽ cho vải vào mình ngâm tầm khoảng 15 phút. Sau khi ngâm vải với nước muối thì các bạn sẽ đem rửa sạch nha. Mình ngâm với nước muối giúp cho vải của mình được sạch hơn đó. Vải mình sau khi ngâm được 15 phút nè các bạn, bây giờ mình cho ra rổ mình rửa sạch nha. Vải giàu vitamin B và vitamin C, rất là tốt cho da và tóc đó các bạn. Rồi bây giờ vải mình đã rửa sạch rồi, bây giờ mình sẽ tách vỏ nha. Lấy cái phần hạt ra đó các bạn. Để lấy cái hạt dễ hơn thì các bạn sử dụng cái kéo á, mình sẽ bấm đều cái phần cuống của cái trái như vậy nè, bấm xung quanh đó các bạn. Xong rồi các bạn sẽ lấy cái kéo á, rồi mình bấm luôn cái hột luôn. Xong rồi mình xoay nhẹ cái hột ra như vậy nè. Đó, rồi các bạn tiếp tục mình có thể lột, mình bỏ cái vỏ và mình lấy cái phần thịt vải nha. Tuy là trái vải này có nhiều công dụng tốt cho sức khỏe nhưng mà các bạn không sử dụng quá nhiều nha. Mình chỉ sử dụng tầm 5 đến 6 trái trong một lần ăn. Và phụ nữ mang thai, trẻ em thì nên hạn chế ăn cái trái này. Nhất là những người bị tiểu đường thì mình không nên sử dụng nha các bạn. Rồi vải mình đã lột xong hết rồi, bây giờ mình sẽ cho vào nồi 2 lít nước. Thì 2 kg vải mình sử dụng 2 lít nước nha các bạn. Rồi mình sẽ cho vào 500g đường. Ở đây mình sử dụng đường phèn. Nếu các bạn không có đường phèn thì mình có thể sử dụng đường cát bình thường cũng được nha. Rồi các bạn sẽ bật lửa lên và mình đun cho cái phần đường của mình nó được tan. Đường phèn của mình nó tan sắp hết rồi nè các bạn. Mà trong đường á, khi các bạn sử dụng đường to thì sẽ có một ít chỉ nè. Mình sẽ vớt mình bỏ ra. Còn nếu các bạn sử dụng đường phèn mà hạt nhuyễn á, thì nó không cần phải vớt chỉ nha. Cái chỉ này để kết đường đó các bạn.
Rồi bây giờ đường của mình đã tan hết, mình sẽ cho vải vào. Các bạn sẽ luộc vải của mình tầm khoảng 3 đến 4 phút. Sau đó thì mình sẽ chuẩn bị một cái tô đá đó, mình cho vải ra mình ngâm với đá, giúp cho vải của mình nó được giữ cái độ giòn các bạn. Rồi vải của mình đã được 3 đến 4 phút rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ đập đá và cho vào một cái tô nước. Sau đó thì các bạn sẽ vớt vải mình cho ra ngoài nhé. Vải mình được 4 phút rồi nè các bạn. Bây giờ mình sẽ vớt mình cho ra ngoài tô đá nha. Mà khi nấu vải các bạn nhớ nấu lửa nhỏ để vải của mình nó không có bị nát nha. Rồi nước mình đã sôi nè các bạn, bây giờ mình sẽ pha trà nha. Các bạn sử dụng cái trà túi lọc á, cái loại nào cũng được nhé. Mình sử dụng lít tông hay là cái loại hương vải cũng được nha. Để mình xử lý trước cái hũ để mình đựng cái vải ngâm đường nha các bạn. Mình xử lý như vậy nè, để cho cái hũ của mình nó được sạch. Khi các bạn ngâm vải thì sẽ bảo quản được lâu. Rồi mình sẽ vớt ra và mình để cho nó ráo nước, hoặc là các bạn đem phơi nắng á. Vải mình ngâm hồi nãy giờ được 15 phút rồi các bạn. Bây giờ mình vớt ra cho ra rổ nha, cho nó ráo bớt cái nước nè. Rồi vải của mình đã được ráo nước và cái phần nước nó đã nguội rồi các bạn. Bây giờ mình sẽ cho vào hũ mình chế nước mình ngâm nha. Các bạn có thể chế nước vô mình ngâm tầm khoảng 1 đến 2 ngày trong tủ lạnh. Sau rồi vải của mình nó ngấm đường rồi mình dùng được đây. Mình cho vô ca và mình cho qua rây để cái phần nước vải của mình nó được trong hơn nha. Làm như vậy nè các bạn. Rồi trước khi mà mình đậy nắp lại và mình cho vào ngăn mát tủ lạnh đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái đồ gài á, mình gài như vậy nè để vải của mình nó không có nổi lên, nó không bị hư nha. Rồi các bạn có thể cho vào trong ngăn mát tủ lạnh tầm 1 đến 2 ngày thì mình đem ra mình dùng được rồi. Trước tiên thì mình sẽ pha nước trà, các bạn sẽ ngâm cho trà của mình nó ra cái màu nâu nè, rồi mình cho vô trong ly, rồi mình sẽ cho vào một ít đường. Đường này thì tùy khẩu vị, các bạn có thích ngọt thì mình cho nhiều, còn không thì mình sẽ cho ít lại nha. Rồi mình dùng cái muỗng mình khuấy cho nó tan đường đi. Tiếp theo thì mình sẽ lấy vải mình cho vào nha. Rồi mình cho vào vài trái vải đi. Rồi mình sẽ cho vào một ít nước vải cho nó thơm ha. Rồi mình sẽ cho đá vào các bạn. Rồi ly trà của mình đã hoàn thành rồi. Bây giờ mình sẽ cho muỗng và ống hút vào để mình thưởng thức nha. Mình đã thực hiện xong cái cách ngâm vải với đường phèn cũng như là cái cách pha trà rồi các bạn. Đây là cái một cái thức uống rất là tốt và tăng cường sức đề kháng nữa trong những ngày mà
dịch bệnh bùng phát như vậy nè, các bạn có thể làm để trong tủ lạnh, khi mà nắng nóng các bạn đi về mình pha trà uống thì rất là tuyệt vời. Cũng như là cái trái vải này thì mình mua để mình có thể ủng hộ những người dân Bắc Giang. Trong cái đợt dịch này thì người dân rất là khó bán, thì các bạn có thể mua về mình làm những cái hũ vải ngâm như vậy nè. Giờ mình sẽ uống và cảm nhận cho các bạn xem cái trà vải của mình uống làm như thế nào nha. Cái trà vải thì nó rất là thơm, thơm cái mùi vải đó các bạn, rồi cái mùi trà nữa. Nếu các bạn có cái trà vải á thì mình pha ra cái hương vị nó càng thơm và ngon hơn. Đây thật sự là một cái món rất là ngon khi các bạn uống trong những ngày hè nóng bức như vậy nè. Mình ăn thử cái trái nha. Vải mình nó ngấm đường phèn, nó rất ngọt và có cái vị rất là thanh. Vậy là mình đã thực hiện xong cái món trà vải rồi. Chúc cho các bạn làm thành công. Nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình với nha. Bye bye các bạn.